con gấp đặt ở sân bay là có người nhắn tin rồi, xong là Nguyên quăng đặt, xong là con, xong là ơ xin chào chị, rất là buồn cười. He's very funny when he approached me. I am the one who text the message for you, something like that. And he's that rất là thân nhiệt, friend, very friendly, and thân thiện. That rất là thân thiện, very friendly, and he even offered me what he want to drink, what he want to eat, right? Some la. Would you like to drink something? Yes. And he paid for that. I cannot forget. Thank you. And that một thí sinh thi idol rất là cái gì nhỉ? Serious and focus on the song, và that có dùng có falsetto rất là số một ở tập 4. Rất là số 1. Rất là thích. Và gì nhỉ? That rất là méo, đáng yêu. Lần đầu tiên mình gặp chị Janice Phương thì là ở top 34 của Vietnam Idol. Tất nhiên là như đi thi mà, thì mình cũng rất là muốn để ý tất cả các đối thủ của mình xem là họ thế nào. Và chị Janice Phương để lại một cái ấn tượng cho mình khá là lớn, vì chị hát tiếng Anh khá là hay, và mình thì rất là thích nhạc nước ngoài, thích nhạc tiếng Anh. Và lúc đó thì mình chưa dám nói chuyện với cả chị Janice đâu, tại vì mình biết là chị lớn hơn mình khá là nhiều tuổi, và mình sợ là cái sự chênh lệch tuổi tác sẽ khó để mình có thể làm bạn. Thế nhưng mà sau khi mà được nhận kết quả là vào top 12 và cùng với cả chị Janice, và mình với chị Janice cùng ở Hà Nội, và khi đó thì mình đã tìm cách để liên lạc với chị qua Facebook để có thể đi cùng nhau vào Sài Gòn cho vui, có người đi cùng cho vui. Và ở trên Facebook thì chỉ nhắn mấy tin thôi, chỉ nhắn là em hẹn chị thế này thế kia, rồi vẫn chưa nói gì nhiều. Nhưng mà cho đến khi gặp nhau ở sân bay thì mình thấy hoàn toàn trái ngược so với những gì mình nghĩ trước đó. Mình lại nghĩ là thật là khó để có thể làm bạn với cả chị cũng khá là lớn tuổi. Nhưng mà khi mà mình gặp thì mình thấy là chị còn có khi còn trẻ con hơn cả mình. Mình chị có biết tại sao em hay mua bánh mua nước cho chị không? Tại vì là em cảm giác như là em đang chiều một người nhỏ hơn em chứ không phải là lớn hơn em. Chị rất là dễ thương, you're so cute. Chị rất là dễ thương, rất là thẳng thắn, và nhiều lúc buồn cười theo kiểu silly đấy, kiểu hơi ngốc nữa. Nhưng mà mình rất là thích, mình rất là cảm thấy vui vẻ khi mà mỗi lần ở bên cạnh chơi với chị và nói chuyện với chị, mình cảm thấy rất là ok, rất là thích. Và đó là ấn tượng của mình. Rồi. Đầu tiên là choosing the songs is like it's very difficult with both of us, rất là khó, vì dòng của mình là pop ballad, dòng của that là R&B, so kind of very và cái thể loại nhạc của mình nghe cũng khá là khác so với thể loại của chị Janice. Cho nên là khi mà chọn bài thì chị ấy đưa ra bài thì có lẽ là mình không biết. Và thực sự là trong một tuần thì mình cũng nghĩ là cũng rất là khó để có thể nghe một bài mới, có thể hát ngấm nhuần nhuyễn và hay một bài mới toanh. Và ngược lại cũng vậy, khi mình đưa bài thì chị có những bài chị cũng không biết. Và đó là cái điều mà khó khăn nhất đối với mình là trong cái vòng song ca này, là phải khâu chọn bài. Nhưng mà rồi cũng đã qua rồi, mình cũng đã chọn được một bài. Và ca khúc đấy thì mình nghĩ chắc cũng sẽ đem lại may mắn cho mình thôi, vì ca khúc này cũng khá là mới. Giai điệu cũng rất là dễ thương, rất là hay. Và may mắn hơn phần là ca khúc này khá là hot trong quãng thời gian hiện tại gần đây. Và nó cũng không quá khó, không quá khó. Mình mong là mình và chị Janice sẽ thực sự hòa quyện với nhau, mix cả về giọng hát lẫn cách trình diễn ở trên sân khấu, để đem lại cho khán giả, những người xem truyền hình, một phần trình diễn, một phần biểu diễn tốt nhất.